Dạ vâng, em xin chào anh khách đến từ Facebook. Thì anh có nhắn tin em trên Messenger, anh hỏi em về những cây bông trang cẩm thạch. Thì anh có nhắn cho em là kêu em quay cái bề ngang của cây, cũng như để cho anh thấy cái chiều cao cũng như là cái thân cây. Thì đây em quay những cây bông trang cẩm thạch sơ lược để anh xem tham khảo, rồi anh chốt đơn đặt hàng bên em giúp em ạ. Đây là những cây bông trang cẩm thạch ạ. Đây là cây thứ nhất bên em. Cây thứ hai. Anh này là cây có bông mà. Anh này là cây có bông, cây lớn thì anh giá anh mắc tiền hơn nha anh. Dạ. Yeah. Đây là cây lớn ạ. À. Anh một bốt. Anh này. Rồi anh xem rồi tham khảo chốt đơn giúp em ạ. À. Em cảm ơn anh đã quan tâm ủng hộ đặt hàng bên em. Đây. Lá cẩm thạch không nha anh. Dạ. Ở nhà anh thì có một cái bông. Cái bông. Rồi, cái bông ảnh như vậy.